Theo thống kê của hãng hàng không Vietjet cho biết, có tổng cộng 1.500 hành khách của hãng bị từ chối nhập cảnh vào Singapore. Do đó, hãng này vừa có đề nghị cơ quan liên quan tại Việt Nam và cơ quan xuất nhập cảnh Singapore phải xử lý trong thời gian ngắn nhất để hành khách kịp quay trở về Việt Nam. Cụ thể, thống kê riêng 6 tháng đầu năm đã có 1.515 hành khách của Vietjet là người Việt Nam bị từ chối nhập cảnh vào Singapore mà không được giải thích rõ ràng, dù xuất trình được hộ chiếu và giấy tờ tùy thân hợp lệ do các cơ quan có thẩm quyền cấp. Theo đại diện hãng Vietjet Air, thực tế này đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của Việt Nam, của hãng hàng không Vietjet, cũng như gây thiệt hại lớn cho hãng khi phải chi trả các khoản chi phí phát sinh. Tổng chi phí trong 6 tháng đầu năm lên tới 450.000 đô la Sing. Ngoài ra, Vietjet cũng phải chịu toàn bộ chi phí vé máy bay trở về Việt Nam cho những hành khách kể trên. Đối với những trường hợp không được nhập cảnh, Vietjet đề nghị cơ quan xuất nhập cảnh Singapore xử lý trong thời gian ngắn nhất để hành khách kịp quay về Việt Nam trên chuyến bay kế tiếp của hãng, giảm bớt thời gian chờ đợi và chi phí lưu tại sân bay. Đồng thời đề nghị phía Singapore xem xét giảm mức phí tạm giữ và giám sát đối với các hành khách bị từ chối nhập cảnh.